Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn bộ đôi chảo xào nhân công nghiệp với dung tích là 50 lít. Ở đây thì sẽ có hai cái thiết kế khác nhau, các bạn thấy là motor đặt dọc hoặc là đặt ngang. Đấy, cái chân thì cái máy mà chúng tôi đang test đây thì cái chân này sẽ thiết kế được chân cao hơn so với những cái chảo xào nhân bình thường 20 phân ạ. Đây chính là một cái chảo xào nhân xên nhân đa năng, các bạn có thể dùng cái chảo này để xên xào đa dạng các cái nguyên liệu. Với cấu tạo cánh phí lệch tâm ghép sắt đáy và thành, các bạn thấy là cái cánh phí lệch tâm ghép sắt đáy và thành thì nó ghép so le như thế này đây ạ. Đây, cánh đảo lệch tâm có tích nông chuyên dụng tháo rời, có tích nông chuyên dụng ghép sắt đáy và thành và sẽ tháo rời bằng khớp nối rất là hiện đại. Cái cánh đảo này thì các bạn có thể điều chỉnh nhanh chậm bằng cái biến tần đây ạ. Đây, vặn theo chiều ngược lại kim đồng hồ thì nó sẽ đảo nhẹ nhàng ấy. Hoặc là vặn tăng lên thì sẽ đảo nhanh đấy. Ở đây thì các bạn thấy là công tắc tắt mở của nhiệt. Bật công tắc này lên thì sẽ có đồng hồ chỉ thời gian, đồng hồ chỉ nhiệt độ. Và hai cái công tắc này các bạn cài đặt được theo ý muốn của mình. Và đây là công tắc của cánh đảo. Tắt đây. Đây mình sẽ tắt này. Bật này và tăng giảm cái cánh đảo nhanh chậm. Máy này thì nghiêng đổ bằng tay quay nghiêng đổ, các bạn không cần phải tháo cánh khuấy ra, các bạn cũng có thể nghiêng đổ như là cái máy ở bên cạnh này đấy. Chảo này thì sẽ được thiết kế với tất tổng cộng 5 lớp, tất cả lớp trong cùng tiếp xúc nguyên liệu inox 304 dày 2 ly, đến lớp thứ hai là lớp dung môi truyền nhiệt, lớp thứ ba là lớp inox 304 dày 2 ly chứa cái lớp dung môi truyền nhiệt này, lớp thứ tư là lớp bông thủy tinh cách nhiệt, lớp thứ năm là lớp inox 304 dày 1 ly bảo ôn bên ngoài, giúp các bạn an toàn khi sử dụng cũng như là tiết kiệm điện khi mà nhiệt độ của lớp dung môi truyền nhiệt lên tới 170 độ hay là lên tới gần 300 độ thì các bạn sờ vào đây nó có lớp bảo ôn bên ngoài thì nó chỉ nóng già thôi chứ nó không bị phỏng. Đấy chính là cái ưu điểm của cái chảo xào nhân của chúng tôi sản xuất ạ. Máy này thì sẽ tiêu thụ hết 6 kW điện trên 1 giờ đầu, còn những giờ tiếp theo thì nó sẽ giảm. Khi nào mà đủ nhiệt thì máy tự động ngắt và khi nào mà không đủ nhiệt thì máy sẽ tự động chạy. Cái bộ chân khung của cái máy này là khung vuông 50x50 ạ. Có 4 bánh xe để di chuyển một cách dễ dàng. Đây là mặt sau của cái máy thì các bạn thấy là sẽ có một cái van rót dầu và một cái kính thăm dầu. Dây điện thì chúng tôi làm rất là cẩn thận và được bọc ốp như này đấy ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái chảo xào nhân, máy xên nhân bằng điện tự động dung tích từ 50 lít, 100 lít, 150 lít, 200 lít hoặc là 500 lít theo yêu cầu thì liên hệ với lại chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình ạ. 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163-8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ.